Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Yamaha cập nhật cái phiên bản mới cho gia đình Adventure trong cái năm 2020. Truyền thông nước ngoài vừa tiết lộ về cái thương hiệu Yamaha Nhật Bản cập nhật cái năm mẫu xe Adventure với những màu sắc mới cho năm 2020. Vậy năm mẫu xe đó là gì? Hãy cùng chúng tôi tham khảo clip hôm nay. Yamaha Chaser 700 2020. Cái chiếc Chaser 700 là biến thể Adventure của MT07 vừa được thay đổi trong cái năm mới và lấy ý tưởng trực tiếp gia đình R Series. Hiển thị cái dạng fairing mặt trước, hệ thống cái đèn pha Crocentor kết hợp với đèn Daylight và bắt. Trang bị cho Chaser 700 2020 là có động cơ 2 xanh TB2 689cc 4 thị DOC làm mát bằng nước, cung cấp một cái công suất đa 73.4 mã lực, tại vòng tua là 8.705 vòng trên phút, mô men sáng cực đại 86 Nm, tại vòng tua 6.500 vòng trên phút. Phiên bản Chaser 700 2020 được cập nhật với gam màu xám đen kết hợp bánh xe hợp kim màu xanh. Yamaha Chaser 900 ABS CT ABS tương tự cái chiếc Chaser 700 2020. Cái mẫu Chaser 900 2020 cũng là một biến thể cái dạng là Adventure của cái chiếc MT09, được giới thiệu với hai phiên bản là ABS tiêu chuẩn và CT ABS. Cả hai đều dựa trên một cái khối động cơ đập 3 xanh CD3 845cc 4 thì DOC làm mát bằng nước. Cái công suất tối đa 116 mã lực, tại vòng tua là 10.000 vòng trên phút, mô men sẵn 87 Nm, tại vòng tua 8.500 vòng trên phút. Cái sự khác biệt giữa hai mô hình là thiết bị được cài đặt trên cái chiếc CT cao cấp hơn so với bản tiêu chuẩn, với một cái màn hình hiển thị loại LCD hoàn toàn mới và cái giảm sóc trước là hành trình ngược màu vàng. Yamaha Chaser 900 2010 được cập nhật cái gam màu sắc mới gồm có 8 đen mờ, đen và xanh đen mờ. Yamaha Tenere 700 2020. Cái chiếc Tenere 700 2020 là một mô hình hoàn toàn mới trong gia đình Ready ADV của Yamaha vừa được giới thiệu vào cuối năm ngoái. Nó vẫn ứng dụng cho mình cái một cái động cơ cơ sở phiên bản năm 2018. Cái có động cơ là 2 xanh CB2 689cc DOC làm mát bằng nước, tạo ra một cái công suất tối đa 73 mã lực, tại vòng tua là 9.000 vòng trên phút, mô men sức đại 67 Nm, tại vòng tua 6.500 vòng trên phút. Ứng dụng cái bình đan hoa với thông số phía trước 21 inch và phía sau 18 inch đi cùng với phần rainbow. Cái chiếc Tenere 700 2020 được cập nhật màu mới với một cái sắc màu đen mờ. Yamaha Super Tenere 1200 ZE 2020. Đến với một mô hình cuối cùng trong danh sách hôm nay, đó chính là một cái siêu phẩm Super Tenere 1200 ZE 2020 được cải tiến với một cái bộ giảm sóc điện ở phía trước và những bức điều chỉnh lên tới 5 cấp độ, có thể điều chỉnh tốc lên tới 84 giờ đồng. Sức mạnh đến từ một cái động cơ 2 xanh 1199cc 4 thì DOC làm mát bằng nước, tạo ra một công suất 112 mã lực, tại vòng tua là 7.250 vòng trên phút, mô men sáng đại 116 Nm, tại vòng tua là 6.000 vòng trên phút. Cái chiếc Super Tenere 1200 ZE 2020 được cập nhật cái gam màu mới, đó chính là cái màu đen. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, nhớ like, subscribe.